Tính từ rạng sáng ngày 8 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, thời tiết miền Bắc chuẩn bị đón được mưa 4 ngày liên tiếp, nhiều nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng Thúy văn, nhiều nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm một số nơi trên 100 mm, khu vực từ Quảng Bình đến từ Thiên Huế, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm trong các ngày 7 và ngày 8 tháng 9. Đặc biệt là khu vực đồng bằng trung du ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể hứng chịu được mưa lớn 4 ngày liên tục, có thể lên đến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm từ khoảng gần sáng ngày 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Người dân cần lưu ý phòng tránh các hiện tượng lũ quét, sạt lở ở núi và ngập cục bộ tại khu vực trũng thấp. Dự báo mưa tại Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 12 tháng 9, sau đó duy trì thời tiết nhiều mây, mưa dông. Nhiều khả năng người dân miền Bắc đón Trung thu trong mưa rào. Riêng tại thủ đô Hà Nội khi mưa xuống nên nhiệt khu vực giảm nhanh và duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 29 độ C, trời mát.